Rất là nhiều bác hỏi em về cách kết nối giữa TV và hệ thống loa dàn âm thanh sau 3. Có nhiều bác thì chỉ biết đơn thuần là bắt Bluetooth hoặc cắm qua cổng optical như em đang chỉ đây. Tuy nhiên ấy, thì có thể là nhiều bác chưa biết về cái giao thức ERC này. Vậy thì HDMI ARC và HDMI ERC sẽ có cái tác dụng như thế nào? Giao thức này thì sử dụng ra sao? Đây sẽ là một clip em hướng dẫn các bác rất là nhanh để các bác hiểu thêm về cái cổng này, biết thêm về các tính năng cao cấp trên các dòng TV của gia đình. Nhiều bác mua chưa chắc các bác đã hiểu về cái cổng này. Rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn đăng ký để theo dõi các clip em hướng dẫn như cách sử dụng các dòng TV đang bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Khi mà các bác đi mua TV về thì thường cái nhu cầu kết nối âm thanh giữa TV và dàn loa, tức là dàn sau 3 của các bác rất là nhiều. Các bác sẽ sử dụng cái tính năng Bluetooth hoặc là cổng optical để có thể sử dụng dây quang, dây optical, digital audio out cắm trực tiếp vào cổng optical, cắm ra dàn loa để tách được âm thanh. Tuy nhiên thì có nhiều bác thì cũng chưa biết về cái cổng HDMI ARC hoặc HDMI EARC như em đang quay đây. HDMI 2 ERC. Vậy thì cổng này nó sẽ có cái tác dụng như thế nào? TV thông minh, TV màn hình phẳng thì không còn quá là xa lạ với các bác rồi. Tuy nhiên thì nhiều bác chưa tận dụng hết những cái công nghệ được trang bị trên các thiết bị nghe nhìn trong gia đình của các bác. Cái video này thì cái chủ yếu là em hướng dẫn các bác cái cổng HDMI ARC và HDMI ERC thôi. Nên là các bác muốn hỏi về vấn đề gì các bác có thể bình luận bên dưới hoặc là nhấn đăng ký để theo dõi các clip em quay hướng dẫn các bác nhé. Giao thức truyền tín hiệu âm thanh ARC và EARC thì là như thế nào? Nó có tác dụng ra sao và vượt trội như thế nào? Tức là sao? Cái cổng này thì cơ bản thì nó là cổng để các bác có thể kết nối cả âm thanh lẫn hình ảnh xuống hệ thống các dàn loa sau 3. Ngoài chất lượng âm thanh, lợi thế lớn nhất mà giao thức ARC và EARC mang lại chính là khả năng truyền tín hiệu hai chiều giữa màn hình hiển thị và thiết bị âm thanh. Giả sử như nhà các bác có hệ thống giải trí tại gia đình, có Smart TV này, bao gồm Smart TV có đầu Blu-ray, đầu chạy ổ cứng đĩa Blu-ray ạ, và một bộ dàn loa sau 3 loa âm thanh đều hỗ trợ, đều có cổng ARC, thì các bác chỉ cần một dây HDMI cắm vào hai cổng HDMI có hỗ trợ ARC, một cổng ở trên TV cắm một đầu của dây HDMI vào cổng HDMI ARC hoặc EARC trên TV, còn đầu còn lại các bác cắm vào loa là xong. Cái việc này thì cái loa sau 3 sẽ đóng vai trò như một cục hút trung tâm giữ lại tín hiệu âm thanh và truyền hiệu từ đầu Blu-ray đến TV. Hay ho hơn là nhờ có cái cách thức ARC này thì các bác xài những cái ứng dụng để xem phim như Netflix hoặc Zing 13 hoặc xem truyền hình cáp ở trên Smart TV thì âm thanh sẽ được truyền luôn qua cáp HDMI đến loa sau 3 thay vì phải sử dụng thêm một cáp optical để lối ngược vào sau 3. Em sẽ có cái ảnh demo như ở trên hình màn hình video các bác đang xem đấy ạ, để các bác xem. Bình thường ấy, nếu mà các bác dùng TV có hỗ trợ cổng HDMI ARC như các bác đang nhìn hình ảnh đấy ạ, thì các bác sẽ dùng dây HDMI cắm xuôi loa sau 3 có hỗ trợ cổng HDMI ARC và ngay lập tức nó đã có thể sử dụng chung một điều khiển để điều chỉnh từ TV hoặc là loa sau 3, tăng giảm âm lượng, tắt bật rất là đơn giản rồi. Còn đối với những cái dòng TV như bên phải nó không có hỗ trợ cổng HDMI ARC thì các bác sẽ phải sử dụng dây optical để các bác tách âm thanh ra loa sau 3. Sau đó thì các bác muốn kết nối sau 3 lên TV thì các bác phải cắm cổng HDMI. Đấy, nó sẽ lằng nhằng hơn với những chiếc TV không có cổng HDMI ARC. Nên là cái việc dùng cái cổng này thì rất là hay. Ngoài ra thì các bác cũng có thể tách được âm thanh rồi kết nối với cả các cái bộ trò chơi như PS5, PS4, PS5 ạ, thì các bác cắm cổng này thì cho chất lượng hiển thị hình ảnh rất là tốt. Một clip này, em chân linh nhanh về cái vấn đề giao thức cổng HDMI ARC và EARC. Điểm mạnh này là khả năng truyền tín hiệu phức tạp. Nói cách khác là trên TV và thiết bị âm thanh có ARC sẽ hỗ trợ tính năng đồng bộ. Đấy, chỉ cần dùng một remote duy nhất là các bác tăng giảm lượng được, tắt mở thiết bị được. Đấy. ARC và EARC cũng được trang bị liên live sync giúp đồng bộ hình ảnh âm thanh bị trễ trong quá trình truyền tín hiệu. Đấy là tương thích này thì quan trọng là các bác sử dụng một chiếc dây HDMI có chất lượng tốt, tránh trường hợp dùng những chiếc dây HDMI không tốt để có thể cắm từ cổng của TV xuống loa sau 3.
các bác nhớ là phải cả TV lẫn loa số 3 sẽ phải có cổng HDMI có ký hiệu ARC hoặc EARC các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip ngày hôm nay.